Đúng rồi đó siêu nhân, quýnh nó đi, quýnh nó đi, quýnh đi. Ê Tết, Tết sao mày không đi chơi mày? Ha, Tết chị hai có người yêu, chị hai còn đi chơi. Em có người yêu đâu mà em đi. Mới 8 tuổi mà mày đời có người yêu nữa hả? Em có bộ sưu tập 7 người yêu cũ rồi đấy nha. Khác đấy nhễ, rồi mày đang coi cái gì đó? Siêu nhân gào. Quýnh nó, quýnh nó, quýnh. Cái đồ chỗ che lớn rồi còn coi siêu nhân. Siêu nhân mày định. Tập 34, cái chết của những chiến binh gào. Sao nó gây cấn dữ vậy ta? Đừng, đừng hy sinh mà siêu nhân, đừng. Đúng rồi siêu nhân đỏ, cố lên, cố lên. Tao chọn siêu nhân đỏ. Siêu nhân đỏ là của em mà. Ai nói siêu nhân đỏ là của tao mà? Của em. Của em. Mới mùng 1 Tết sao hai chị em quýnh nhau vậy? Nó là siêu nhân đỏ của em kìa anh yêu. Hai cái đứa trẻ trâu này. Siêu nhân đỏ là của tao mà. What? Làm bánh pudding từ Milo ư? Wow, nhìn ngon đó mà không biết có dễ làm không ta? Doraemon. Không biết người ta làm bằng bột gì, mình sẽ thế bằng bột keo câu dừa. Thí nghiệm thì mình dùng hộp nhỏ thôi, còn bột keo câu thì mình lấy nhiêu đây? Chọn bột keo câu với Milo lại với nhau rồi mình bắt lên bếp, cắt cái hộp Milo, để vô tủ lạnh 7x7 48, một lát lấy ra. Wow, ai mà khéo tay dữ vậy trời. Chế thêm tí xíu sữa vô, cùng thử thôi nào, sáng một miếng. Wow, tan trong miệng luôn. Milo ngon vậy, tiếp theo mình làm sữa nào đây ta? Hả, bẻ cây tăm sữa răng rồi gắn lên trên mũi mà thành trong chống tre của Doraemon ư? Ảo thật đấy, Doraemon. Hả, sao có hai cây vậy con đổ nghèo khỉ này? Giờ mình sẽ gắn lên thử coi. Ủa, sao vậy? Mon ơi, cái đồ chảnh quýnh. Để coi làm được không mà chảnh. Ủa, làm được thiệt nè. Ủa, rồi làm gì vậy Mon, thổi môi dưới mới đúng. Yeah, nó xây được nè cái cục vàng. Nhưng mà nó không giống trong clip của người ta rồi. Cái gì đây? Biến mì thành cháo ư? Wow, nhìn ngon quá vậy ta. Phải thử mới được. Doraemon. Các bạn phải giả mì thật là nhuyễn ra giống như mình nè. Ủa, nhìn tô mì của mình với chị bên Thái giống nhau như hai giọt nước luôn. Giờ mình phải ăn thử cái món cháo luộc siêu cấp VIP Pro này của mình coi nó có ngon không ta. What? Mặn vãi chưởng luôn các bạn à. Tưởng không ngon mà lại không ngon thiệt. Lấy cái bút lông dễ dễ rồi lấy đèn led chiếu vào. Oh wow. Anh em cứ để tôi. Doraemon. Cắt cái ly giấy rồi lấy cái bọc đựng khẩu trang. Tiếp theo vẽ một cái con mà nó tự khen mình đẹp trai tối ngày. Thế ta, cuối cùng cũng xong, mình cùng thử thôi nào. À, làm được thiệt nè. Ố là la, chân dài tới nách mà lông nách thì cũng dài tới chân. Cái gì đây? Lấy kẹo bắp đem đi nướng sẽ ăn ngon hơn ư? Xạo nè, xạo. Con Mon của ta đâu rồi? Không có Mon, có mẹ được không? Mẹ, Tết năm nay có mua kẹo bắp không? Mày nghĩ sao vậy? Dĩ nhiên là có rồi. Có kẹo bắp rồi, đi lấy cọng dừa thôi. Ố la la, vẫn là hương vị ám ảnh ngày nào. Ngoài kẹo bắp ra thì mình còn có kẹo dâu, cho thử luôn. Wow, cũng thơm phết đó chứ. Nhớ bỏ cái phần đen đen này ra nha, không là bị bệnh đó. Ăn thôi. Wow, tưởng không ngon, mà dở thiệt. Chưa hết đâu con, còn chả biết đau nữa. Con không được chơi phụ nữ béo nha chưa? Body shaming người khác rất là xấu, họ sẽ đánh giá con đấy. Vâng ạ. 10 năm sau. Em ghét mang bầu quá hà, nhìn em như con lợn ấy. Này, nhìn em không có mập tí xíu nào hết á. Ai mang bầu mà chả vậy, em không giống con lợn nào hết. Nhìn em gầy như con tinh tinh. Đối với anh em là đẹp nhất. Đúng là con trai của ta. Hả? Hả? Người gì đâu mà đẹp trai như vậy? Cái gì đây? Vẽ hình trái tim lên mặt mà cu te vậy á? Phải thử theo chồng yêu mới được. Doraemon. Các bạn lựa giấy màu có sẵn keo sẽ dễ làm hơn. Các cục vàng thích hình gì thì vẽ hình đó. Mình thì vẽ hình trái tim cho giống chồng yêu. Đây là trái tim của Doraemon. Rẹt. Giờ mình thoa kem che khuyết điểm lên. Bạn nào không có thì dùng cái bột gì mà nó màu trắng trắng cũng được. Lấy cây son tô lên hình trái tim rồi sau đó lấy tay thoa đều ra. Wow, thành công rồi các cục vàng. Dễ thương chưa nè. Bọn con gái đúng là khó hiểu mà. Cùng mình biến bánh Oreo này thành kem nhé. Đầu tiên cắt một lỗ nhỏ như thế này. Lấy cái chày đâm tiêu của mẹ đập bánh ra cho nhuyễn. Để vô cái ly rồi bỏ ngôi sao có sữa vào. Ú là trời, nhìn cái là biết mình đảm đang tới cỡ nào rồi đó. Lấy cái muỗng để vô quẩy cho mạnh tay rồi sau đó lấy nó làm que kem luôn. Giờ thì mình chờ cho nó đông lại thôi. Tên tên, sau một ngày để tủ lạnh thì nó đã đông lại rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó ngon không ta. Wow, ngon quá ta. Ăn không cục vàng.
Anh ấy đã cắn trúng cái muỗng xém gãy răng. Hãy nói điều gì đó để anh ấy vui trở lại nào. Mà video kế tiếp mình làm kem từ bánh gì đây ta? Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó ngon không ta. What? Làm kem từ bánh Oreo ư? Wow, ngon quá ta. Con nhỏ này xạo 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 xạo. Đừng lừa chị em tôi. Doraemon. Nghe lời con nhỏ đầu liếp cắp một cái lỗ như vậy rồi lấy chạy tấm tiếp đập bum 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 bum. Đổ sữa đặc vô nè, rồi thêm một ít sữa tươi con bò cười nữa. Khuấy cho đều lên rồi mình đem đi để trong tủ lạnh 7-7-8 tiếng đồng hồ. Tên tên nhìn siêu cấp bếp rồ gây ác để mình cắn thử coi có ngon không ta. Wow, ngon thiệt đó, vậy là con nhỏ đầu liếm không có nói dối rồi mà nó còn xinh đẹp và đáng yêu nữa. Đúng rồi đó. Nè, cậu hãy uống nước có ga như vậy không tốt đâu. Không sao. Chờ chút đi để tôi pha trà mận cho ha. Dạ. Chị ơi, em ăn hết miếng này luôn nha. Em ăn đi. Anh ăn không? Em cho miếng nè. Em ăn đi. Cái gì đây? Oh wow, làm kẹp tóc từ khẩu trang đã qua sử dụng ư? Khoan 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 khoan. Doraemon. Con mon này màu hồng không vậy chàng? Cái phần cứng cứng của khẩu trang mình cắt ra. Tinh tinh. Cắt hai đầu rồi dồn nó lên. Bẻ cái đầu cứng này vô rồi mình lấy keo 502 dán nó lại. Mua cái kẹp mới phá nó thành cái kẹp cũ rồi đem đi tái chế. Chét một đường keo lên cái kẹp rồi ịn cái miếng khẩu trang hồi nãy lên. Quẹt quẹt. Để cho đẹp thì mình gắn thêm sticker. Thấy mình có khiếu thẩm mỹ ghê chưa, lựa ngay con ủi. Mà thôi cắt ra rồi mình dán lên nào. Ta da. Thấy cái kẹp của mình dễ thương ghê chưa. What? Siêu nhân điện quang biến hình. Cái gì cơ? Làm lồng đèn từ keo sữa và giấy ăn ư? Wow, đẹp thật. Đừng có xạo với chị em tôi. Doraemon. Thổi bong bóng rồi trộn keo sữa với nước. Quết keo sữa lên bong bóng rồi ịn giấy lên. Móc nó lên rồi đem phơi nắng 24 tiếng đồng hồ. Á, mới phơi mà khô nhanh vậy ta. Làm bể cái bong bóng để lấy cái lồng đèn. Tiêu rồi, ẹt. Sửa lại nhìn cũng được phết đó. Gắn thêm cái đèn 7 màu. Wow, đẹp lắm đúng không? Cái cục vàng. Cuối cùng cũng có cái lồng đèn đi chơi Noel rồi. Cái gì cơ? Bỏ phẩm màu vô trong dĩa sữa rồi dùng nước rửa chén chấm vào. Wow, đẹp thật sự. Đừng hòng lừa chị em chúng tôi. Doraemon. Sữa đây, nhưng mà giờ mình sẽ thay bằng nước xem phản ứng nó có đẹp không nha. Phẩm màu này các bạn có thể kiếm ở tiệm tạp hóa. Giờ mình sẽ nhỏ mấy cái màu mình thích vô nước nè. Lấy một ít nước rửa chén. Yeah, thành công rồi các cục vàng ơi. Nhìn còn muốn đẹp hơn khi làm dĩa sữa nữa đó. Phá hủy bong bóng bằng vỏ cam ư? Wow! Đừng có lừa chị em tôi đó nghe! Doraemon! Bong bóng đây! Mà không có cam rồi mình dùng bưởi luôn! Cùng thử thôi nào! Được thật này mọi người! Nhưng mà trong vỏ bưởi có chất gì có thể phá hủy được bong bóng ta? Mọi người ai biết chỉ mình với! Hả? Mon ơi! Cái gì đây? Hả? Lấy tương ớt đem đi chiên ư? Thật không thể tin được. Doraemon. Ra đây rồi Mon đâu? Vậy là chấm hết rồi đúng không? Thôi kệ, có cái túi thần kỳ là được rồi. Đổ tương ớt vào chiên thôi. Trời ơi, nó nổ muốn banh cái đầu. Tiếng bước chân của ai vậy ta? Á? Ê, bỡ người ta bể bong bóng rồi. Mon ơi. Nghe nè. Mới làm mứt dâu chăn nè. Đã quá vậy bay, có lộc ăn. Bạn nói thiệt đi, cái gì mà dở quá vậy? Tương ớt chiên. Cái con nhỏ này nó dám chôn mình. Hãy xem sự lợi hại của đại bác không khí. Đúng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm pháo hoa giấy ngày Tết nha. Kiếm cái chai nước ngọt rồi cắt ra như mình vậy nè. Ra ngoài tiệm mua cái bong bóng khoảng tầm 1-2 ca hà. Rồi mình cắt ngay vị trí này. Lẫn cái bong bóng vào cái miệng chai. Ok, bằng chiêu. Bắn thử cái đùng mà mẹ chửi là thành công rồi đó. Cái cục vàng có giấy màu thì dùng giấy màu, không có thì mình dùng giấy tập cũng được. Cắt sợi sợi như mình vậy nè, rồi chụm nó lại cắt nhỏ ra. Nạp đạn thôi. Tên tên. Giờ chúng ta cùng thử thôi nào. Kéo. 1, 2, 3. Wow, đẹp quá. Bánh Oreo mà đem nấu với trứng ư? Nhìn mà nhức cái nách luôn á. Phải làm cho con Mon ăn thử mới được. Bỏ bánh vô. Thật là thơm quá đi. Không biết bỏ trứng vô có ngon không ta. Nhìn cũng được đấy. Mon ơi. Hôm qua tao làm bể của mày. Hôm nay tao nấu món này chuộc lỗi với mày nè. Không có biết đắng là gì luôn. Thêm cái mặn mặn ngọt ngọt của trà bao. Mình không ngờ là nó hoàn hảo tới vậy luôn á. Khổ quá, ăn với trà bông mà ngon vậy ư? Doraemon. Khổ qua nhà chồng. Bỏ trà bông lên khổ qua. Ăn thử thôi nào. Ủa sao nó giống cọng lông mèo dữ vậy ta?
Wow, ngon quá. Trà bông ngự. Trà bông nhà làm thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi nay không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. SOS, SOS, SOS.